đang nóng này vào trong nó lại không được đi thang ra đây chỉ lên hang thôi. Hang đấy nó có mở không anh? Có. Riêng đấy. Trên này gọi là hang gì đấy nhỉ anh nhỉ? Đây là hang nạ. Hang nạ. Đấy đường đường trơn lắm chị ơi, đi cẩn thận đấy, nhất là có hai em con. Nhỏ. Cháu có con tôi đã phi lên trên kia rồi. Đây lên thì cũng gần thôi. Đó đi trước này. Dạ vâng bác đi trước. 200 bậc thôi.
Đây chỉ thử, vừa thì được buổi sáng thôi. Nói chung là có bắt không anh ơi? À, không cao lắm đâu. Có bắt không anh? À không có đâu. Ở đây đặc biệt khu này không có. Có bắt. Kia, không phải cao thế. Không có trên gì đâu. Quay nữa là ngã nhé Sơn nhá. Chân béo gì nữa. Coi như tập dụng của tháng. Này còn chưa ăn đến hùng đâu. Hai năm dịch. Bệnh dịch thì là giống trong ấy bây giờ thường nó hơi dấp dạng. Nhìn nhau đấy nhá. Vâng, đông. Hôm nay về thì ăn được nhiều đó. Hôm nay chỉ có mấy lói ấy, sợ đến cửa hàng rồi đấy. Mệt quá anh ạ. Đường này là ra hang Tổ Thần đây nhưng mà đi cũng hơi xa đấy. Thôi chỉ đi một hang là hai hang là sao để làm sao đi. Phải để dành chứ. Để dành nhá. Tí thì mà. Du ơi. Đừng có làm biến đi. Du. Rồi đến cửa hang đây rồi. Ôi sao đến đây cửa hang tên là nó. Có nhanh ra không thì bảo. Mệt quá. Du ơi thích đi du. Nếu mà đi Sapa thì thôi lên đây đẹp hơn. Vâng. Đây nha, bảo rồi. À. Nhưng chỉ muốn gọi là sợ rắn thôi. Sợ gì? Rắn. Đây không có đâu. Đi vào đường này. Em uống rượu rồi thì chắc là không đi được. Rồi. Rượu vào thì đi nó hết nhanh chứ anh. Bó tay với bó luôn. Động lực về uống rượu gì đã. Cái này thấy thị rừng này. Ô, ngã con nha. Phải đây. À, đây hàng nhà. Hàng nhà. Con nghỉ ở đây ấy. 2 năm rồi ạ, đóng cửa. Không cho. À, khóa cửa. À. Trong này nếu mà phải cho đèn pin đúng không bác? Đúng rồi đấy. Bây giờ vì vào trong phải có đèn pin. Không có đèn pin này. Ông có dập mồi cho bác. Mình phải có đèn pin bây giờ nghỉ ngơi đã tí vào thôi. Đang nóng này để vào rồi. Trong này. Không nói gì tí. Trước mình lên đây rồi nào ạ. Ừ. Có to ở đây rồi. Lên đây làm gì đó. Ôi, chắc là mình ra thằng ma kìa. Sơn này nè. Nào, em đi xuống, anh xuống cho. Cua kìa. Chắc là em quay cho vui. Đứng ra kia. Tha anh ơi, à cứ trong nó sâu. Sâu. Sâu ạ. Khoảng bao mét thì mình quay lại được. Đây vào tập. Thì đến lúc nào an toàn nó thì anh cho ra nhá. Cứ đi. Con đi cùng với con vui. 100 mét thôi. Vì vào sâu thì sợ đi. Xong rồi béo chó. Chú này, lát xì phải đi coi. Chú nhắc. Chú nhắc. Chú nhắc. Anh đừng khóa, nhớ có gì là em phải chạy ra cho anh khóa đây. Bỏ lối ra cho anh ơi. Đông này. Rồi, hít thở đi.
Ủa, cô giao đâu? Đi. Nào, đi ông nào. Cuối cùng. Bỏ chai lọ đây không? Không có sắm đâu. Ba. Đây không? Có anh ơi. Nào. Kiểu như đúng rồi. Tức là kiểu mình lạc mình bắt đấy. Hang này người ta gọi là hang na vì đây đây có những cái quả giống y như quả na. Giống quả na. Wow, đúng rồi. Gọi là hang na. Đấy. Đấy thì vì có những cái quả giống y như quả na. Vâng. Bằng đấy gọi là hang na. Nào. Chỗ nào má? Tí vào trong một cái chỗ đúng không? Đây là những cái hòn này sỏi này thôi nhưng mà sạch lắm, nó cầm lên nó tròn vo như quả na con luôn đấy. Đây đấy, đây nó tròn quả viên và rất tròn. Em có cái thằng ngát đây anh, em có nước ngát đấy. À ngát đấy à? Hàng xóm nhà em đấy. À thế à? Vâng. Vâng. Em có nước còn à đấy. Bây giờ về làm kinh doanh rồi. Ở đây đây đi qua chỗ này cẩn thận nhé, cộng đầu nhá. Nhìn các con nhá. Mùa này như mùa khác là nó có con rơi rơi nhỉ? Rơi rơi đây. Đây cái chú này nó ông ánh này. Đẹp nhỉ? Nó ông ánh này. Vâng đấy, chỗ này là ông ánh đấy. Ở chỗ này rất cẩn thận không? Cọc đầu rất nhiều đoàn các em vào không để ý hết cọc đầu chỗ này. Đẹp nhá đúng không? Cái này đây đẹp. Chân nghỉ nhá, chân nghỉ ở dưới chân này. Xoay chân nào. Thằng gì? Này chân này chính là đẹp đấy nhỉ? Đấy, chân này đẹp này. Chị theo dõi trang vườn quốc gia Sơn Sơn không? À, có. Em đăng lên đấy à? Vâng. Ui dồi, được. Đi cẩn thận nhá. Cởi giày ra, ủ sạch đi. Vào đây bảo chính hang sân đồng thì được cái sâu thôi nhưng mà không đẹp vào hang này. Bạn vào trong này hết rồi. Đây cũng là nước nó tạo ra những cái điểm đẹp. Đây toàn là những cái nước tạo ra. Đẹp vãi không ạ? Sao không nơi đây như trong này không có một tí đèn và để cho nó lung linh nhỉ? À không, xưa có đèn, xưa là có bóng đèn gì? Xưa có bóng đèn ở đây. Đấy, bóng đèn có phải là ấy không? Này, cái đầu, cái đầu cũng không có như này nhỉ? Đây, ta bảo chỗ này, mà bảo bên này được này. Đây, vào đây mà chụp ảnh như thế này, bên này rất là đẹp đấy. Ừ. Chứ bảo cửa chiến. Cửa này hay đây này, nhìn đẹp
đấy. Thấp lắm. Wow. Hai cây số nữa. Chưa. Ngay chưa có nhỉ.